Hi. Hi. Good evening, Anh Thành. À, sorry, Quang Thành. Good evening. Evening. Not morning. Okay. Now, what lesson do you have today? How many lessons do you have today? How many? Lesson. Huh? I have six. Less. Lesson, right? What did you have? I have math, grammar, Arthur, music, theory. And one more. And English. Okay. So what do you do? How do you practice speaking? How do you practice speaking? How do you practice speaking? How do you practice speaking nhớ không? Mình luyện tập các khả năng không? Tiếng Anh đấy. Speaking nè, writing nè, reading nè, listening nè. How do you practice speaking? Yeah. Speaking là kỹ năng nào nhỉ? Kỹ năng nào? Speaking. Là kỹ năng nào ta? Nghe nói đọc viết là kỹ năng nào? Thật không? Kỹ năng gì nào? Nhắc lại nào. Listening là gì? Listening. Yeah. Yeah. Writing. Writing là viết. Writing là viết. Vậy reading. Reading. Đọc. Yeah, đọc. Vậy thì vậy còn đọc. Speaking nó sẽ là gì nhỉ? Là nói. Nó sẽ là nói. Vậy thì con thường luyện nói như thế nào? Bây giờ nói bằng tiếng Việt trước, không nhớ thì mình có thể nhầm bằng tiếng Việt trước nào. Mình luyện nói bằng cách nào nhỉ? Tôi luyện nói bằng cách gì nhỉ? Bằng cách tôi đọc. Bài tiếng Anh. Không, đọc thì nó lại là đọc rồi. Nói là phải làm sao? Nói là ví dụ như cô con nói chuyện hàng ngày với nhau này. Thì mới là nói. Nói nó khác đọc ở chỗ nào? Đọc nó sẽ có hai loại là đọc thành tiếng và đọc bằng mắt. Nhưng mà nếu con đọc á, thì con chỉ cần một mình con là được. Nghĩa là con chỉ đôi khi con không cần phải đọc ra tiếng thì con vẫn cứ hiểu. Người ta sẽ cho con một cái bài nào đó. Đọc nó vậy thôi. Cho dù con phát ra tiếng hay không phát ra tiếng thì cái bài đấy nghĩa là mình chỉ đọc để lấy nội dung. Còn nói là sao? Nói nghĩa là giao tiếp. Nghĩa là con sẽ cần hai người. Sẽ cần hai người trong các đoạn hội thoại đấy. Con sẽ không biết trước được. Không giống như bài đọc. Bài đọc là con có bài đọc ở trước mặt con đúng chưa thầy? Đúng không? Bài đọc là mình có những cái bài đọc ở trước mặt đúng không? Như tờ báo này, hoặc là có tập truyện ấy, là người ta ghi sẵn cho mình rồi. Còn khi mà con nói với cô, con có đoán trước được là cô nói gì không? Có biết là cô định nói gì tiếp theo không? Có hay không? Con đoán được cô nói gì không nào? Khi con nói chuyện với cô ấy, con đoán trước được không? Đúng rồi, con không đoán trước được. Thì đấy mới là kỹ năng nói nha. Đấy, nó tùy cơ ứng biến. Nghĩa là có lúc đấy cô hỏi câu nào thì mình phải trả lời được hết. Vậy thì bây giờ mình luyện nói bằng cách nào? Như thế này có phải luyện nói không? Thành, như con với cô như này mình có tính là luyện nói không nhỉ? Phải. Dạ, phải. Vậy thì mình bây giờ trả lời lại câu của cô nè. Mình có thể trả lời là bây giờ cô sẽ hỏi con là how do you practice speaking? Con luyện nói như thế nào? Vậy thì mình nói tôi thường xuyên nói chuyện với cô giáo của tôi thì nói sao? I speak
Thường xuyên. I usually. Dạ. Nói chuyện với cô. Speak with. With my teacher. My teacher. Okay. Được chưa? How do you practice listening? How do you practice listening? How do you practice listening? Nghĩ nào, nghĩ đi. Listening. I listen. Music. Yeah, cái gì music? Chinese music được không? Luyện nghe tiếng, luyện nói, luyện nghe tiếng Anh nhưng mà nghe nhạc Trung Quốc có luyện được không? Được. Được luôn. Muốn học tiếng Anh mà nghe nhạc Trung Quốc vẫn được hả? Được. Người ta dịch ra. À, trời ơi, nghe tiếng Trung Quốc mà người ta luyện nghe là nghe bằng gì nhỉ? English bằng tai, yeah. So we have to listen to English songs. Good. How do you practice writing? How about writing? How do you practice writing? Do you like writing mails or emails? No. No. So how do you practice writing? What do you usually do? Now, tell me, how do you practice writing? You write what? I write. Con viết gì? Listen. Right. Viết cái gì? I write. Viết tiếng Anh. Viết cái gì tiếng Anh viết được chứ? Viết cái gì tiếng Anh? Viết cái gì tiếng Anh nè? Viết từ tiếng Anh, viết những bài viết tiếng Anh được chưa? Thì mình nào là I write, từ mới là gì nhỉ? New. New gì? New words and write some những cái bài viết đó mình có thể nói là write some story, short story, con viết những cái câu chuyện, kể lại những cái câu chuyện, write some story hả? Rồi how about reading. How do you practice reading? How do you practice reading? Reading nó là danh từ, là kỹ năng đọc. Còn khi nói tôi đọc thì phải là gì ai? Đọc là gì? Nó chỉ có một chữ thôi. I read. Yeah, I read. I read. Comic book. Now, comic book, right? You read books or comic. Why do you learn English? Why do you learn English?
Why? Why? Why do you learn English? Tại sao con lại thích học tiếng Anh? Why? Because Again, nói lại đi chuyện này cô bị lag, cô không nghe. Why? Because you like English. Very good. Now, today we'll turn to a new lesson. That is lesson 4. Let's see. Okay. Now, talk for me. Review a little bit. Ngày hôm trước là mình đã học sơ qua cái phần này đúng không? Bây giờ nhắc lại cho cô nào. Can you read this thing? These are đoạn này mình học chưa? Nhắc lại một chút xíu thế nào. Boring nè. Next one. Important. Good. Next one. Difficult. Again. Yeah. Next one. Interesting. Yeah, interesting. And the last? Easy. Đây tất cả những cái đều là tính từ nha. Rồi còn các môn học mình học rồi nè. Math. Môn PE này viết dài là gì? Viết đầy đủ của nó là gì nhỉ? Physical. Education. Good. History. Good. Chemistry. Yeah. Next one, sinh học. Talent. Biology. Okay. Địa lý. Geography. Văn học. Literature. Rồi, ngày hôm trước chúng ta đã học về so sánh chưa? Đúng chưa? Hôm trước mình học về so sánh rồi nè. Có hai cách so sánh đối với tính từ dài. Đối với từ ngắn thì mình chỉ cần thêm cái gì vào đằng sau thôi. Từ ngắn thì mình chỉ cần thêm error. Yeah, error. Còn đối với tính từ dài thì mình phải làm gì? Phức tạp hơn. More. Yeah, mình phải thêm chữ more. Chữ more này viết đằng sau hay đằng trước của từ? Đằng sau. À, yeah, đúng. Thật không? Mình sẽ viết ở đằng trước của từ nha. Không phải đằng sau đâu. Đây. Chúng ta sẽ học cái cách để xác định đâu là tính từ dài và đâu là tính từ ngắn nhé. Rồi, cô nhắc lại một lần nữa này, đối với tính từ ngắn thì chúng ta sẽ thêm er đằng sau của từ, nối liền vào luôn. Còn nếu là tính từ dài thì mình sẽ sử dụng more và từ more này mình đặt trước cái tính từ đó. Ok, nhớ chưa nào? Nhầm một chút xíu nào, nhớ chưa? Đối với tính từ ngắn thì làm gì nào? Nhắc lại nào. Thêm gì? Tính từ dài thì thêm more. Thêm more đằng trước hay đằng sau? Đằng trước. Rồi vậy thì làm thế nào để xác định đâu là tính từ ngắn? Thì ở đây cô có những cái quy tắc như thế này. Thứ nhất, đó là đối tính từ ngắn là như thế nào? Nghĩa là khi con phát âm từ đó ra, nó sẽ có mấy âm tiết. Nó sẽ có mấy âm tiết. Ví dụ như là ông fast thì là mấy âm tiết? How many syllable? Old fast. How many syllable are there? It's two. Yeah, are you sure? Old. Fast. Old. Fast. How many syllables? How many? Old. Khi con đọc chữ old. Đó, như vậy là mấy âm?
Hai âm là âm nào? Nói cho cô nghe nào. Âm O với âm D. No, cái D đó người ta không gọi là âm mà người ta gọi là tiếng. Người ta gọi là âm cuối, ending sound. Cái tiếng phát ra ở cuối của từ, không phải là, không được tính là âm nha. Âm là có phải phát ra rõ ràng luôn. Còn chữ D đấy cô có cho đọc con, có đọc là OD không? Không, mà con chỉ là old, nhẹ thôi. Old, đó. Cho nên nó chỉ có một âm tiết. Ví dụ như từ fast, fast, nó vẫn có âm ở cuối đấy. Nhưng mà ở đây từ này cũng chỉ là một âm tiết mà thôi. Để phân biệt thì bây giờ con đọc hai từ này này. Một từ là old, một từ là happy. Đấy, có thấy chưa? Old, một âm tiết. Happy, nó khác chưa? Nó mấy âm tiết đấy? Happy, how many syllables are there? Happy. Two syllables. Nhớ nha. Vậy thì bây giờ cô sẽ có một số trường hợp đặc biệt sau đây. Thứ nhất, động từ tính từ ngắn thì là tính từ có một âm tiết. Ví dụ như là từ old, từ fast. Con nghĩ ra cho cô thêm một số tính từ nữa nào. Trái ngược với old thì mình có gì? Một âm tiết này thì mình có gì? Dạ, yeah, à, đúng rồi. Mình có thể từ từ dài nữa nè. Long. Ngắn là gì? Ngắn là old. No, ngắn là? Small. Yeah, small là nhỏ. To là gì? To là big. Big, đó. Yeah. Big thì thành bigger, to hơn là bigger rồi. Tiếp hả? Gì nữa? Cái nào một âm tiết lại nghĩ ra nào. Trái ngược với dài là ngắn, ngắn là gì nào? Ngắn với thấp đều gọi chung luôn. Là gì đây? Short. Short. Cao là gì? Tall. Cao là gì? Tall. Béo là gì? Béo, to, mập mạp. Béo. Ừ. Mập á? Béo mập gọi là gì nhờ? Mập ấy. No. Fat. Gầy sẽ là thin hoặc là slim. Là gì nữa nhỉ? Cao cái thấp không? Bên từ đó còn hơn em rồi, đúng rồi. Rồi, biết rồi, nhưng mà con phải tìm cho cô thêm nữa. Tìm thêm, tìm thêm. Không chịu đâu. Nhiều lắm của cô. Nhiều 2, lắm. 2, 4, 6, 8 rồi. 10 cơ. Nghĩ đi, nãy giờ 8 từ này cô cũng nghĩ hơi bị nhiều. Number. Jump. Jump là động từ mà. Tính từ cơ. Chăm là nhảy là hành động rồi. Già là old này. Vậy trẻ là gì? Old. Ủa? Già là old. Trẻ là gì? Bắt đầu mình chỉ y dài á. Yeah. Nào. Ai. 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 Cái này là gì? Danh từ. Water. Thằng. Nghiêm túc xem nào. Tính từ là sao? Khi con nói là long, là dài, nếu mà con không kết hợp với từ nào thì con cũng không biết là cái gì dài đâu. Easy. Từ nào là gì? Young. Young, chưa thêm. Đó, từ đó nghĩa là trẻ đó. Tìm thêm cho con một từ nữa đi. Easy.
Fast là nhanh rồi, vậy chậm là gì? Chậm là Sir. Small. Small là nhỏ. Slow. Slow, nhớ chưa? Trời ơi là trời, không nhớ chi hết trơn. Rồi, đây là đối với những cái từ. Dạ, đối với những cái từ có một âm tiết như thế này. À, bây giờ cô sẽ cần con viết. Chúng ta sẽ làm một cái bài tập nhé. Dạ, dạ. Biết làm bài tập gì không? Thêm R vào. Chính xác, bây giờ con thêm R vào và con đọc cho cô. Con viết thêm R. Biết làm rồi. Để xem, nhưng mà cô phải xem có viết đúng không đã. Chưa xong nha, từ từ, chưa biết đâu. Đợi chút, cô giảng thêm một chút nữa rồi mình làm. Bây giờ con nhìn qua cái dòng số 2 ở trong cái bảng đi. Con nhìn qua cái dòng số 2 của trong cái bảng đi. Con thấy gì? Nhìn rồi. Con nhìn rồi, trong đó người ta nói gì? Cái dòng số 1 ở trong cái bảng á, là tính từ có một âm tiết. Vậy dòng số 2 nó là tính từ có mấy âm tiết? Có 2 âm tiết. Nhưng tại sao lại sử dụng R được? Tại vì 2 thực ra là dài rồi đó. Tại sao lại thêm R? Chị nhân có... Đó, tôi tính từ có 2 âm tiết. Hả? Không phải là tính từ 2 âm tiết nào cũng được thêm R đâu nha. Không phải tất cả các tính từ 1 âm tiết thì có thể thêm R. Nhưng không phải tính từ 2 âm tiết nào cũng được thêm R. Đó chỉ là 1% nhỏ trong đó thôi. Con lưu ý con nhìn theo cái ví dụ này, mình có happy và easy, hai cái này có gì giống nhau? Cái happy và cái easy, hai cái đó có gì giống nhau nè? Happy, easy, có gì giống nhau? Thành? Có hai âm tiết. Ừ, thứ nhất là đều có hai âm tiết giống nhau, còn một cái gì giống nhau nữa? Nó không gì cô chưa đang nói, cô không có động chạm gì nhân đôi hết á. Cô đang nói là cái từ bình thường, con nhìn vào chữ happy và chữ easy, nó có một cái điểm giống nhau nữa ngoài việc là hai cái đều là hai âm tiết. Con nhìn đi, con nhìn về mặt chữ, nhìn xem những cái chữ của nó có gì giống nhau nè. Có hai chữ A. Rồi, không tính chữ A nha. Để cô tìm thêm, đợi xíu. Để cô tìm thêm một từ. Happy, easy. E-E-E. Nói chung mình nghĩ E-G hơn. Không phải chữ A đâu, con nhìn xuống cuối. Biến từ cuối của nó. À, ví dụ cô cho con thêm một chữ nữa. Chữ dài sẽ đổi thành chữ ngắn. Yeah, cô có thêm một chữ nữa là chữ heavy chẳng hạn đó. Vậy thì tất cả những cái từ này nó đều kết thúc bằng y dài, được chưa? Thì những tính từ có hai âm tiết và kết thúc bằng y dài thì mình sẽ làm sao? Chuyển y dài thành và thêm R. Rồi, còn đối với những từ khác, những cái từ kết thúc bằng chữ E thì sao? Ví dụ như là một tính từ mà một âm tiết á, mà kết thúc bằng chữ E thì sao? Thì mình chỉ thêm gì thôi? Có cần thêm cả E cả R vào nữa không? Không, chỉ thêm R thôi. Chỉ thêm R là đổi từ muộn thành later, từ late thành later. Rồi. Bây giờ con nhìn xem tại sao ở chỗ này big lại trở thành bigger. Cô đố con biết đấy. Tại sao mình lại phải viết hai chữ G lên? Tại vì ở dưới chỉ có một âm tiết thôi, nên phải nhân đôi lên với bigger. Ừ. Những đâu phải cái nào cũng một âm tiết cũng nhân R đâu, ví dụ như là chữ tall nè.
chữ thô này mà chữ cao á cũng là một âm tiết, nhưng mà con đâu có gấp đôi lên đâu. Nè con nhìn chữ older nè, con thấy chữ older này không? Chữ O thành chữ older, con viết hai chữ D đâu? Tại sao nhỉ? Con nhìn cái giải thích của người ta này. If the adjective ends in, nếu tính từ kết thúc bằng consonant, vowel, rồi lại consonant. Tại vì ở dưới có hai âm tiết. Yeah, thì mình sẽ double the last consonant. Vậy double cái consonant này, vậy consonant ở đây là chữ gì đấy? Chữ nào gọi là consonant? Mình nhân đôi cái consonant, vậy consonant là chữ gì? Trong trường hợp này? Là chữ gì con? Là chữ gì đây? Mình gấp đôi cái consonant, vậy trong cái trường hợp big thành bigger này thì consonant là chữ gì? Là chữ G. À, là chữ G. Vậy thì G này là nguyên âm hay phụ âm? Phụ âm. Yeah, phụ âm. Vậy thì consonant con nghĩa là gì? Phụ âm. Dạ, yeah, phụ âm. Vậy thì ở đây người ta nói nè, tính từ kết thúc bằng một phụ âm cộng với một nguyên âm, sau đó lại cộng với một phụ âm. Hôm bữa cô giảng cho mình rồi, giống như là ED vậy đó. Giống như là một, giống như là một cái bánh mì kẹp thịt đấy. Con thấy không? Chữ B này là phụ âm hay nguyên âm? Chữ B là phụ âm. Yeah, chữ G cũng là phụ âm, nhưng mà chữ Y lại là gì? Nguyên âm. À, là nguyên âm vậy đó. Nó kẹp hai cái phụ âm kẹp một cái nguyên âm ở giữa, thì lúc này chúng ta sẽ nhân đôi, nhân hai cái phụ âm cuối cùng. A nè. A là nguyên âm nè, A là nguyên âm nè. Y là cũng là nguyên âm nè. Còn hai cái nữa có năm nguyên âm cơ. A, E, I, O và U. A, E, I, O, U nha. Vương học thôi. Đó, không học rồi đúng không? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm thêm một số cái bài tập nè. Bây giờ cô sao cho con một cái này nha. Ừ. Rồi, cô thêm một từ. Cô heavy có làm không cô? Đó, heavy là nặng đó. Cũng là hai âm tiết đúng không? Heavy. Hai âm tiết nhưng mà nó lại kết thúc bằng chữ gì đó kìa? Bằng y. Dài. Và cô gợi ý cho mình một chút xíu nha. Ngoài cái việc á, là kết thúc bằng chữ dài thì mình cũng được. Mà mình còn có những từ kết thúc bằng L-E, O-W, R vẫn thêm được R nha. Và E-T. Ủa, E-T có đó. Vẫn thêm R được. Nhưng mà nhớ là 20 năm nha. Bây giờ con sẽ làm cho cô câu 1 trước. Cô sẽ di chuyển câu 2 xuống dưới. Sau bây giờ con sẽ làm câu 1 nha. Con sẽ đánh cho cô tất cả những từ của cô thành về dạng R. Bây giờ cô bày cho con một cái nè. Con sẽ vào phần text. Sau con gõ. Cô ghi ngay lắm cô. Con gõ longer. Xong con enter xuống nha. Con ghi tiếp smaller. Con enter xuống. Con ghi bigger vân vân. Con đừng có ghi từng cái một nhá. Đừng. Ok, đúng. Đúng 10 giây con sẽ làm xong. Cố lên, cô tìm con. Trong khi đó cô sẽ tìm cho con những từ ở vị trí số 2 để con làm. Xong rồi. Nhanh dữ vậy. Oh my god, you are so so good. Yeah, sweeter, longer, smaller, bigger, shorter, taller, faster, thinner, sleeve. Ooh, yeah. Thành hôm nay cô cho một điểm cộng nha, cực kỳ xuất sắc trong việc gõ chữ. Rất là nhanh. Đừng có cần được làm được cái gì cả. Gõ chữ nhanh hơn là cô thấy ok rồi đó. Nhưng mà mình lại có một trường hợp đặc biệt nha. Đối với cái trường hợp tất cả các từ á, kết thúc bằng phụ âm, nguyên âm rồi lại phụ âm thì mình sẽ gấp đôi đúng chưa?
Nhưng chúng ta có một trường hợp đặc biệt, đó là đối với từ slower này, mình sẽ không cần gấp đôi chữ W, mà mình chỉ giữ nguyên như này thôi nhé. Yeah, like this. Đây là trường hợp đặc biệt, chúng ta sẽ học thuộc nó và chấp nhận nó. Ok? Được không? Rồi, bây giờ con sẽ tìm từ ngắn. Rồi, mình sẽ có từ yes, like simple. Đâu rồi? Cái bên tờ của con đâu rồi? Rồi ta. Ủa cái bài hai giống như bài một. No, nhưng mà nó thay đổi một chút xíu. Không biết. Con nhìn thấy chưa? Con nhìn thấy cô đang viết và con đang gửi. Con viết bên cạnh luôn. Con đang gửi. Cho nên là con viết xong đã, con muốn viết. À. Con đang... Rồi, gì nữa hả? Bây giờ mình cùng nghĩ với cô đi. Funny là gì? Funny. Vui là gì? Vui vẻ. Heavy là gì? Heavy. Heavy. Oh, it's so heavy. I cannot make it. I cannot hold it. For example, it is like heavy. Heavy. Cô viết nhanh lên để con chép vào. À. Ủa? Sao con phá cái gì rồi? Phá gì cô? Cái R màu đỏ. Cái ở trên đó. Cái R màu đỏ con đừng phá được đâu. Con xóa được mà con bấm trở về là nó mất ạ. Cô đâu có xóa đâu. Không hôn với bà chơi ngủ rồi. Rồi còn từ gì nữa nè. Narrow. Narrow là gì? Ví dụ như này nè. Như này là wide. Như này là narrow. Là nhỏ. Rộng và hẹp. Không phải là nhỏ, hẹp. Simple là gì? Simple là gì con? Simple. Quiet là nghe. Không phải. Quiet đâu phải nghe đâu. Phải quiet xong mới nghe được. Ví dụ con nói. Quiet là nhỏ. Yên lặng. Yên lặng luôn chứ không phải là nhỏ. Yên lặng. Rồi. Clever là gì? Nó vẫn giống như từ smart vậy đó. Intelligent luôn. Cuối cùng giờ con sẽ viết nhanh hết tóc luôn. Yeah. Clever là thông minh nhá. Healthy. Healthy là gì Thành? Healthy. Healthy là? Healthy là gì? Ôi, ví dụ nè. Vegetable is very good for your health. It's really healthy. Eating a lot of candy is not healthy. If you want to be healthy, you need to do more exercise. Heavy là nặng. Heavy là nặng rồi. Cô đang nói healthy, cái từ thứ ba từ dưới này đó. Healthy. Thấy không? Healthy. Cô đã làm nó nặng hơn rồi. Cô đã làm nó nặng. Sao lại lạnh thế? Tại vì cô là người làm con nặng nên. Hả? What?
Cô làm gì cơ? Con làm gì tất cả? Tem, các trường hợp này nha, nó kết thúc bằng cái gì, cái gì? Mà thêm được như vậy. Không phải cái nào cũng thêm được như vậy đâu nha. Theo chị, những cái từ này là con phải gõ lại cả từ á, chứ con không thêm. Tại vì ở trên á thì nó chỉ thêm R thôi, còn ở dưới thì nó còn có biến đổi nữa. Nên là con phải gõ lại. Gõ lại gì cô? Nghĩa là ví dụ nhà con đổi heavy thành he gì? Heavier. Thì nó sẽ có biến đổi. Nó sẽ không chỉ là thêm R vào, mà nó còn phải chuyển y dài thành y. Y ngắn nên mình phải gõ lại cái chữ đó luôn. Gõ cái heavy chữ. Y dài sẽ ăn y ngắn. Con nhìn cấu trúc gì đó giống như happy. Happy, y dài thành y ngắn đấy. Ok. Còn những cái khác thì mình thêm R bình thường thôi. À. Rồi vậy bây giờ đọc cho cô nào. Happy Thánh. Bây giờ cô đọc từ trước còn con đọc từ so sánh nha. Happy. Eager. No, heavier. Con sẽ đọc là heavier. Được chưa? Understand. Nào làm lại nào nháp nha. Xé nháp, xé nháp. Heavy. Heavier. Simple. Simple. Simple gì? Simpler. Bạn lưu ý ở đây. Chữ simple nó kết thúc bằng chữ gì rồi? Yeah. Ê, thì có phải viết thêm R không? Có phải viết thêm R không? Con đọc ở trong cái bảng này nè. Cái dòng một ô thứ 1, 2, 3, 4, 5. Dòng thứ 5 á. Có phải thiết thêm R vào không? Có viết thêm R, chữ E và chữ R vào không? Thấy cái ví dụ màu xanh lá cây có khoanh không nè? Nhìn nè. Late, thành later. Người ta chỉ thêm gì thôi? Người ta chỉ thêm gì vào thôi? Late and later, thêm gì vào? Thêm R thôi. À, thêm R thôi. Vậy thì cái simple này mình có cần thêm chữ E nữa không? Không, mà mình chỉ thêm chữ R thôi, nó thành simpler. Rồi, next one. Số 3, cô đọc tiếp nha. Clever. Clever. Thêm R thì thành gì? Clever. Cleverer. 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 Ok. Thế next one, funny. 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 Good. Healthy. Heavier. Good. Narrow. Narrow. Narrower. Quiet. Quiet. Yeah, quiet. Tờ. Tại vì nó có chữ tờ cuối mà thì mình nối vào thôi. Giống như ở trên simpler, đó là chữ L cuối. Healthier. Đó. Thì ở đây mình có quiet. Cô chụp lại cái này cho con nha. Rồi, nào chúng ta sẽ chuyển tới phần tiếp theo. Rồi, tính từ dài thì chúng ta sử dụng gì? More. Và ví dụ về tính từ dài là sao? Nó là bắt đầu từ những tính từ có hai âm tiết trở lên, nhưng không kết thúc bằng chữ y dài. Ví dụ như từ more than, hoặc là từ pleasant, modern, hiện đại.
Nó cũng có hai âm tiết nè, more than. Nhưng kết thúc của nó là chữ gì nhỉ? Chữ kết thúc của nó là more. Chữ kết thúc của nó không phải là chữ y dài nha, hoặc là chữ pleasant, hài lòng cũng vậy. Đó, hoặc những tính từ có từ ba âm tiết trở lên. Con đọc cái này cho cô nào. Tính từ có từ ba âm tiết. Yeah, modern, pleasant. 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 Good. Next one. I want to see. This one. X. Yes. Từ này học rồi. It's a pizza. No. It's a thing. Expensive. Expensive. How many syllable expensive? How many syllable? Three syllable. Yeah, good. Three syllable. So chúng ta phải đọc là ví dụ. Cái này có nghĩa là gì nhỉ? Trái ngược của nó là tiền cheap đó. Expensive. Expensive. For example. Ví dụ nha. For example, cô vẽ, cô ví dụ luôn nha. Bây giờ cô chỉ vẽ tượng trưng thôi, con đừng kêu cô vẽ xấu nè. Ở đây cô có hai quả táo. Ok. Có giá khác nhau. This one. $5. And this one is $10. Yeah. Thế mới có chuyện để nói chứ. So, which is more expensive? This one. This one. Vậy thì nhìn vào cái giá tiền nè. This one is expensive than this one. Vậy thì expensive ở đây chúng ta nghĩ là gì? Là lớn. Không. Cái gì lớn? Cô đang nói về giá tiền mà. Tiền lớn thì có nghĩa là gì? Expensive. Nếu con phải trả nhiều tiền cho một đồ vật thì con sẽ gọi đó là đồ vật đó nó như thế nào? Nó mắc. À, nó mắc, được chưa? Mắc hơn gọi là expensive. Còn rẻ hơn thì mình sẽ dùng từ cheap. Cheap. Được chưa? Mà chip thì lại là... Đến lại giống mua. Giống mua một cái điện thoại. Có 5... Có 1 triệu à. Ờ. Nhưng mà có những cái điện thoại 20 triệu, 30 triệu. Đúng chưa? Tôi hỏi mua. Thảo mua cái TV được không? Ờ. Rồi, tiếp nè. Intellectual. 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 How many syllables? How many syllables? Intellectual. Three syllables. Are you sure? Three syllables. Chắc là. Yes. Intellectual. Four syllables. Yes, four syllables. This one means. This one means like smart. Nó cũng giống như từ smart to clever, giống như từ intelligent luôn. Tức là gì nhỉ? Thông minh, thông thái. Ok. Thế mà hỏi không trả lời được. Lêu. Vậy là chỉ tới mức smart thôi, chưa được gọi là intellectual, là nó siêu lắm luôn á. Rồi, đây, lưu ý cho cô một chút xíu nữa. Đây, còn những cái từ này nè, mình có thể dùng hai cách. Những cái tính từ mà mình có thể nãy có thêm R được đúng không? Thì mình có thể dùng hai cách luôn. Easy cũng vậy. Con có thể nói là easier hoặc là more easy. Quieter hoặc là more quiet. Cleverer hoặc là more clever. Simpler hoặc là more simple. Riêng đối với những từ này thì dùng cả hai cách đều được nha. Được.
Được. Vậy thì dễ rồi đúng không? Sẽ dùng cái với cái này để không bao giờ sửa sai hề. Vậy chúng ta học cũng được. Rồi. Và ngoại lệ này Thành. Và chúng ta cũng có những ngoại lệ không tuân theo quy tắc. Con nhìn cho cô đi. Con có nhìn bài không? Con có chịu học không? Con làm gì đó? Chữ của cô ở trên màn hình cơ mà. Những ngoại lệ là sao? Nghĩa là con nhìn xem. Chúng ta có cộng thêm er vào trường hợp này không? Từ good là tốt. Tốt hơn sẽ là better. Vậy thì từ good sang better có phải là mình cộng thêm er là nó thành như vậy không? Từ good mà chuyển sang better có phải là chỉ thêm er không hay là nó biến thành một từ khác luôn? Biến là một từ khác. Ừ, đúng rồi, mình có cần thêm more không? Không. Không luôn. Đó, vậy thì đây là trường hợp đặc biệt nha. Tốt là good. Chuyển sang tốt hơn là better. Well là trạng từ. Cũng là tốt luôn. Là khỏe là tốt đó. Ví dụ I'm very well, I'm very good. Thì chuyển thành better. Con lưu ý. Thành ơi, cô đang giảng bài á. The bad nghĩa là gì nè? Bad. Cô nghĩ là dở. À dở hoặc là tệ hoặc là xấu vân vân. Nhưng mà tệ hơn, xấu hơn mình không gọi là better mà mình gọi là worse. Worse. Ok, được chưa? Còn pha là oh it's very far. Pha là gì ta? Ví dụ là I go to my school is about 100 kilometers away. 100 kilometers. So it's very far. Trường tôi cách nhà tôi bao nhiêu? Bao nhiêu cây số? 100. Một km. Vậy thì gần hay xa? Từ đây đến Đắk Nông. Đâu, từ đây đến, từ chỗ con đến Đắk Nông 300 cây. 300. 300. Từ Hải Phòng. Không, bây giờ tôi đang cô đang hỏi như vậy là gần hay xa nè. Thế từ Đắk Nông tới chỗ con là gần hay xa? Xa. Ừ, xa. Vậy thì xa là từ trên nền bảng đó. Là xa. Nhưng mà từ Đắk Nông, sorry, từ chỗ con mà tới Hà Nội với từ chỗ con mà tới Đắk Nông thì cái nào xa hơn? Thì từ Đắk Nông đến con thì vẫn gần hơn. Thế thì cái nào xa hơn? Đi xuống gần Nội. Hơn đi lên. Vậy thì bây giờ nha, thành phố Hồ Chí Minh mà đi Đắk Nông là 300 cây, mà ví dụ thành phố Hồ Chí Minh mà đi Hà Nội là 1.000 cây thì cái nào xa hơn? Hơn 1.000 cây. Ừ. Còn tới Hải Phòng đi xe ít hơn, ít hơn một chút xíu, ít hơn tầm 800-900 cây gì đó. Thì nói chung là xa hơn đúng không? Xa hơn nè, thì mình có từ này, có nhìn cho bạn nè. Pha, nó không chuyển thành far mà nó chuyển luôn thành chữ farther hoặc là further. Con nhìn này có hai cách luôn nè, further. Rồi, còn từ less là ít, ít hơn. Mà nhiều mà ít nhất à, ít hơn chút nữa thì mình có this. Oh really no, not this one. Okay, rồi vậy thì bây giờ về trước khi kết thúc bài học nè, thì cô nhắc lại một chút, chúng ta sẽ về ôn tập lại cái phần này. Cô sẽ đưa cho mình bài tập và ngày hôm sau mình sẽ học tiếp nha. Đó, này ba cái này, này tính từ ngắn, tính từ dài và những tính từ có thể dùng theo kiểu ngắn và dài luôn, và tính từ đặc biệt. Ok, see you. Any questions? Có câu hỏi gì không? Do you have any questions? Ơi.
từ đây đến Mỹ gần hơn, từ đây đến Hà Nội không? Không, tới Mỹ xa hơn chứ. Bây giờ con mà đi máy bay nha, cô nói cho con nè, con đi từ máy bay từ Sài Gòn cho tới Hà Nội thì con đi mất 2 tiếng. 2 tiếng. Rồi, nhưng nếu mà con đi từ đây cho tới Mỹ thì con mất 12 tiếng. Con mất nửa ngày ở trên máy bay luôn đó. Vậy thì cái nào xa hơn? Tới Mỹ xa hơn hay tới Hà Nội xa hơn? Vì bên biết này rồi, đúng không? Bên này đến châu Âu thì Mỹ hay châu Âu xa hơn? Mỹ xa hơn, Mỹ là xa nhất. Mỹ là xa nhất, tại vì Mỹ mình phải bay qua Thái Bình Dương, Thái Lan gần lắm. Trung Quốc. Mình đi Thái Lan gần hơn đi Trung Quốc. Trung Quốc thì với Mỹ ai xa hơn? Mỹ xa hơn, Mỹ xa nhất rồi, cô bảo rồi, Mỹ xa nhất. 12 tiếng nửa ngày. Ủa có cái nào mà đi mười? Ủa về từ đây đi xe máy lên Hà Nội mất bao nhiêu tiếng? Cái đó cô không biết nữa. Cái nào cô không biết nữa, tại vì rất ít người làm được điều đó. Người ta sẽ không tính là tiếng, còn người ta sẽ tính là mất bao nhiêu ngày, chứ không phải mất bao nhiêu tiếng đâu. Nếu con đi xe ô tô từ trong Thành phố Hồ Chí Minh mà con đi ra Hà Nội là con đã mất khoảng tầm 2 ngày. Thì chắc là đi xe máy mất một tuần thôi. Ừ, cũng có thể á, đúng rồi. Tại vì ô tô nó chạy nhanh mà, còn xe máy nó chạy chậm hơn. Đúng chưa? Rồi, cô dạy con tiếp theo nha. Ô tô sẽ khắc đi đường. Hả? Nhưng mà đường xe máy nó nhỏ hơn đường ô tô. Đúng rồi, mà người ta cũng không cho xe máy chạy nhanh, vì xe máy chạy nhanh rất là nguy hiểm. Xe ô tô chạy nhanh là vì cái đường nó lớn hơn, còn máy bay chạy nhanh hơn. Máy bay thì vậy, tại vì bây giờ con nhìn xem cái số lượng ô tô nhiều hơn hay là xe máy nhiều hơn? Xe máy nhiều hơn đó, cho nên là nó sẽ đông, mà chạy nhanh thì nó sẽ nguy hiểm, đúng chưa? Bây giờ so số lượng máy bay bây giờ cô hỏi con này, từ có không có, khi cô đang nói là mình không có chen ngang nha. Con muốn hỏi cô trả lời thì con phải nghe cô nói. Thế bây giờ cô hỏi con là thích xe máy ở ô tô với máy bay cái nào nhiều hơn? Ô tô, xe máy, máy bay. Không, ô tô với máy bay. Ô tô với máy bay tất nhiên là xe đạp. Thành. Thế thì cô không trả lời câu hỏi của con nữa. Ô tô. Vậy thì ô tô chạy nhiều hơn thì tất là đường nó sẽ chật hơn, đúng chưa? Xe máy chạy chậm nhất. Ừ, đó. Xong rồi, máy bay thứ nhất là nó. Máy bay chạy chậm nhất, xong rồi đến xe máy. Xong rồi đến xe ô tô chạy nhanh nhất. Bye bye. Không nói nữa. Tức là giận rồi. Biết rồi, cứ hỏi tôi toàn kiểu lừa tôi không à. Bye bye. Bye.